Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng của tác giả Vĩ Ngư. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 76. Viêm thắc Định để nhấp cửu La năm ở hàng ghế sau cho đến khi tới nhà nhưng cô không đồng ý. Cô nằm cả một đêm rồi, chẳng mấy khi được đứng nên đâu chịu nằm tiếp. Thế là đổi thành ngồi tạm ở ghế lái phụ, khi nào mệt lại nằm. Khi xe chạy ra khói khu nhà, nhấp cửu la nhận thấy trong tay phải của viêm thác có đeo một chiếc tai nghe không dây. Cô bột miệng hỏi, nghe nhạc gì đây? Viêm thác lắc đầu, nghe động tình bên phía lữ hiện, cậu ta cũng xuất phát rồi. Tiếp đó anh kể tóm lược những việc xảy ra mấy hôm nay cho cô nghe. Không ngờ mới đó mà đã xảy ra nhiều việc thể dối, nhấp cửu la thấy hơi sợ. Đây chính là mặt xấu của việc chiến đấu một mình. Trước kia có tường Bách Xuyên, Cô có gây ra bao nhiêu rắc rối cũng có người giải quyết hậu quả cho, nhưng giờ thì không được, dù có rút lui ngon lành cũng vẫn để lại đấy dấu vết sau lưng. Cô có hai việc muốn nói với Viêm Thác. Việc đầu tiên là hỏi được tung tích của em gái Viêm Thác từ chỗ Trần Phúc. Việc này cô cố tình giữ lại đến khi gặp mặt mới nói, bởi vì nói sớm cũng chẳng để làm gì. Khe Hắc Bạch chỉ là một cái tên, không ai biết nó rộng bao nhiêu, sâu so chừng nào. Huống chi Đội trùng khan còn có lời dân không được vào khe hắc bạch Nghe tin ai, viêm thác rất bình tĩnh Anh cũng chẳng rõ mình bị làm sao Đáng lẽ ra phải xúc động hay bùi ngùi chứ Nhưng chẳng có gì cả Anh vẫn giữ vững tay lái Chú ý tình hình giao thông và gương chiếu hậu như bình thường Chỉ đáp lại một tiếng u Đến nhấp cửu la cũng thắc mắc Anh chẳng có phản ứng gì như vậy Tôi thấy mình phí công lắm nhé Viêm thác bật cười định nói gì đó mà chẳng biết nên nói gì. Nhiếp cứu la nói tiếp, cái gà chấn phúc này cảnh giác lắm, chỉ khai những gì tôi nhắc tới thôi. Ví dụ như tôi hỏi tới túi máu, khe hắc bạch nên anh ta mới nói về nó mấy câu. Nhưng một khi hỏi tới lai lịch của bọn chúng, anh ta im ngay. Tôi nghĩ mãi cuối cùng cho một nhát dao ở giữa đỉnh đầu để anh ta ngủ say, chứ không giết chết. Viêm thác cảm thấy buồn cười, tên Trần Phúc này dùng là hết chết lại sống. Nhếp cửu la nói, không phải tôi định tra tấn anh ta cho vui đâu. Một là số lượng củ đất không nhiều nên một con tin như anh ta khá quý hiếm, sau này có thể mang ra trao đổi với bọn Lâm Hỉ Nhu. Hai là lần này tôi đã mơi được mây việc từ miệng anh ta thì mấy tháng nữa khi chúng ta đã có phát hiện mới, tôi lại tâm sự với anh ta tiếp, biết đâu moi được thêm tin tức. Cô rất mong đợi cuộc trò chuyện tiếp theo của mình với Trần Phúc cũng đã xác định tạo hình cho hôm đó rồi, cần phải cho chân phúc một trải nghiệm mới mẻ. Việc thứ hai là đến nay vẫn chưa liên lạc được với hình thâm. Có lẽ tưởng Bách Xuyên xảy ra chuyện, bọn hình thâm cũng lo lắng nên không định ló mặt trong một thời gian ngắn. Nhưng với sự hiểu biết của tôi, anh ấy sẽ không trốn quá lâu đâu. Chúng ta cứ đợi đi, hình thâm từng đến đất xanh nên khi nào liên hệ được với anh ấy, những vấn đề còn dang dỡ như tượng vàng khe hắc bạch cùng dễ giải quyết hơn viêm thác không có ý kiến gì thương lượng với cô sau khi đã suy ngẫm kỹ càng lần này tôi ra ngoài với lý do đi thăm bên đối tác nên không thể không đi thăm ai được xem qua danh sách tôi thấy công ty có một mỗi buôn thảo dược cho ở trịnh châu lát nữa đi qua đó tôi phải vào chào một tiếng nhiếp cứu la gật đầu không sao anh cứ lo việc của anh đi tôi có thể tìm cho mình một đống việc để làm viêm thác nếu cô không ngại, tôi còn muốn xuống An Dương một chuyển nữa. An Dương, Hà Nam Á, địa danh này nghe khá quen. Nhếp cửu la giật mình, anh định đi thăm. Hứa An Nhi à? Viêm thác ngâm thừa nhận. Tìm viêm tâm là việc quan trọng nhưng không gấp, và lại có gấp cũng chẳng làm gì được. Việc của lâm lĩnh cũng tạm thời trong phạm vì có thể khống chế. Chỉ còn mỗi hứa An Nhi là anh luôn lo lắng. Có lẽ vì khi bố ấy bị giết, anh cũng ở dưới tầng hầm thứ hai. Quá tò mò về việc nghe lén Lữ Hiện, Nhấp Cửu La hỏi mượn một chiếc tai nghe của viêm thác. Bên phía Lữ Hiện rất yên lặng nhưng nghe lâu sẽ nhận ra được anh ta đang lái xe, tâm trạng có vẻ khá tốt vì thỉnh thoảng anh ta lại hát nghiêu ngao. Viêm thác nói, hôm qua cậu ta đòi tôi trả xe, chắc là tự lái xe tới nông trường. Nghe anh nói vậy, nhiếp cửu la mới nhận ra viêm thác đã đổi sang chiếc xe khác. Cô nhìn khắp nơi chiếc xe này của anh đơn giản thế, không có cả bùa bình an luôn. Chiếc xe dạo trước, chiếc xe đó có treo sâu tiền ngũ đế và bảy cả con vịt bông nữa. Viêm thác đáp, đổi gấp nên không để ý chuyện nó có đơn giản hay không. Giữa trưa xe đến Lạc Dương, viêm thác tìm một quán ăn sạch đẹp trên mạng rồi lái xe đến đó theo bản đồ chỉ đường. Không muốn xuống xe để thêm việc cho mình, nhấp cửu la bảo viêm thác vào ăn một mình rồi mua mang về cho cô. Viêm Thác đành đổi thành đặt đồ ăn trên app. Địa chỉ giao hàng ghi là chiếc xe thứ ba dừng ở đâu đường XX. Có ba số cuối của biển số xe là 856. Cảm thấy ăn cơm nhanh cũng phải nửa tiếng. Viêm Thác ngả lưng ghế của mình và nhấp cửu la ra sau. Đi suốt một buổi sáng, anh mệt mà cô cũng mệt, cần nằm xuống nghĩ một lát. Nằm xuống, tầm nhìn cũng thay đổi từ thẳng thành xéo lên, thế giới mới mẻ hơn nhiều ngoài kia người qua kẻ lại tấp nập, còn trong xe an nhàn tựa một chôn đào nguyên. Bên Lữ hiện cũng có tiếng như bầy bát đũa, chắc là đã đến nông trường và chuẩn bị ăn cơm rồi. Lâm Hỷ Nhu không có mặt ở đó vì viêm thác nghe được giọng đàn ông, chắc là nhân viên của phòng y tế ra gión, hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh anh đến chỉ đạo. Lữ Hiện khiêm tốn, anh khách sáo quá, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ mà mấy lời xã giao nhàm chán, viêm thác khép hờ mất, khẽ thở dài. Nhếp cửu la nghe được, sao anh thở dài? Viêm thác trần trừ nhưng cuối cùng vẫn thành thật, cảm thấy không tốt lắm. Nhếp cửu la quay sang nhìn anh, tại sao? Viêm thác không mở mắt nên cô có thể tha hồ quan sát anh, gương mặt viêm thác rất thích hợp để điêu khắc, không chỉ mặt mà cơ thể cũng khiến người ta hài lòng chỉ cần chống một tay hoặc cùi đầu là anh đã trở thành một pho tượng bản thân hoàn hảo. Hơn nữa, biểu cảm trên gương mặt rất linh hoạt, mà điêu khắc luôn sử dụng nét mặt và cơ thể để bộc lộ cảm xúc. Nhấp Cửu La cầm điện thoại lên, bật im lặng rồi chụp lấy một bước. Coi như dựng mô hình sơ bộ cho anh ta. Viêm Thác nói, dạo gần đây còn nhiều tiến triển hơn cả mấy năm trước, nhưng tôi cũng tham dự vào quá nhiều. Mấy này chữa cháy khắp nơi cảm giác bất an lại bùng dậy. Tôi cảm thấy có rất nhiều việc làm chưa thỏa đáng, xung quanh người vùi quá nhiều bom, hễ sơ sẩy là tiêu đời, nhấp cửu la hỏi, thế nếu bị phát hiện, anh tính làm sao? Viêm thác cười. Nụ cười ấy quá đẹp khiến nhấp cửu la phải vội vàng chụp lại, mặt viêm thác thiên về hưởng lầm ly, trông có vẻ ít cười, nhưng cũng vì thế mà khi cười cả gương mặt đều sáng bừng lên. Anh đáp, còn làm sao được nữa? bị phát hiện thì đối mặt thôi hai người đang nói chuyện bỗng nghe tiếng gõ cửa kính trông có vẻ là người giao hàng viêm thác hạ cửa kính xuống anh chàng giao hàng nhìn vào trong xe chị là chị nhiếp đã đặt đồ bên em ạ à? nhiếp cửu la giơ tay nhận là tôi hóa cô cũng đặt gì đó viêm thác ngạc nhiên cô mua gì thế sao lúc này không đặt luôn nhiếp cửu la không cho anh xem đồ nghề của tôi đợi thêm một lúc cơm được giao đến, hai người bắt đầu ăn ở trong xe. Viêm thác chưa từng đến Lạc Dương nên toàn đặt món được đề cử. Sự thật đã chứng minh, tên món ăn chẳng hề liên quan đến món mà anh nghĩ trong đầu. Anh đặt món yến mẫu đơn cao cấp nhưng mở nắp ra xem thì chỉ là món súp củ cải thái sợi đã biến dạng với vài chiếc là bơi ở trên. Viêm thác ngạc nhiên, mẫu đơn đâu? Lạc Dương có hang đá long môn nên nhiếp cửu la thường xuyên ghé thăm, cũng khá quen với ẩm thực nơi đây. Cô chỉ vào miếng cà rốt tỉa hoa trong súp, "Đây, mẫu đơn." "Thế cái lá này?" "Lá mọc dưới bông mẫu đơn đó." "Thế món yến là sợi củ cải đó, nấu trong súp là có ngay hương vị của tổ yến. Món súp này đi đường sóc bị biển hình rồi nên khó nhìn, anh tưởng tượng tí là được." "Được rồi, ăn bữa cơm thôi mà anh còn phải tưởng tượng hương vị của tổ yến. Tưởng tượng cà rốt tỉa hoa là mẫu đơn." là rau là là hoa. Viêm thác đáp, thế sao nó không tên là vây cá, vịt nướng, tôm cay đi. Đằng nào cũng phải tưởng tượng. Nhếp cửu la bật cười, thế anh ăn tôm càng đi. Viêm thác gắp một đũa ăn thử, sau đó không còn bày tỏ sự bất mãn của mình nữa vì anh cảm thấy món ăn nổi tiếng của lạc dương này khá ngon, đáng được khen ngợi. Đang ăn ngấu nghiến, trong chiếc tai nghe đã yên lặng hồi lâu bỗng xuất hiện giọng mất tự nhiên của Lữ Hiện, cô Lâm. Hai người cùng dừng đùa. Lữ Hiện đã ăn xong và đi gặp Lâm hỉ Nhu rồi à? Quả nhiên, ngay sau đó có tiếng của Lâm Hỷ Như, cậu cử tự nhiên như ở nhà, ngồi xuống đi. Có tiếng kèo ghế, chắc Lữ Hiện đã ngồi xuống rồi. Tuy là bên đó không nghe được tiếng của bên này nhưng viêm thác vẫn cứ thở nhẹ lại, giờ chiếc điện thoại lắp sim riêng biệt lên xem may quá vẫn còn pin lâm hỷ nhu nói cậu nói chuyện với người của phòng y tế rồi chứ cảm thấy thế nào lữ hiền e rẻ rất tốt có điều mong công ty đầu tư thêm vốn nâng cấp phòng y tế lâm hỷ nhu cười đây chỉ là việc nhỏ nghe mấy lời khách sau ấy viêm thác chỉ muốn túm tai quát lữ hiền bắt anh ta nói vào việc chính lữ hiền háng giọng cô cô lâm lâm hỷ nhu hử lữ hiện lúng túng thì hôm qua cô bảo cháu thứ tìm hiểu lâm linh đấy sau khi về nhà suy suy nghĩ kỹ càng cháu cảm thấy con người phải tiếc tiếp xúc lâu dài mới biết có thích hợp hay không lâm hỉ nhu hờ hững ý cậu là sao lữ hiện xấu hổ ý cháu là cũng có thể tìm hiểu nhau một thời gian lâm hỉ nhu ồ viêm thác căng thẳng tới mức chán tủa mồ hôi nghe lén chỉ nghe được âm thanh chứ không nhìn thấy nét mặt người nói chuyện, mà không nhìn thấy thì lại dễ tưởng tượng linh tinh. Cầu ộc của Lâm Hỷ Nhu chứa đầy hàm ý, nghe có vẻ không tin lời Lữ Hiện nói lắm. Có khi nào là do trông Lữ Hiện mất tự nhiên quả không? À cười, hôm qua cậu có nói vậy đâu, tôi có thể hỏi xem vì sao chỉ qua một đêm mà cậu lại thay đổi suy nghĩ không? Lữ Hiện ấp úng là thế này, cháu có nói chuyện với viêm thác nhếp cửu la liếc viêm thác anh đang nhíu mày và thở dài lâm hỉ nhu hỏi tiếp ô tiểu thác à nó nói gì với cậu viêm thác nuốt nước bọt cậu ấy bảo lâm linh rất tốt lâm hỉ nhu cười tốt chỗ nào nhếp cửu la khẽ liếm môi lâm hỉ nhu này thật khó chơi lữ hiện lúng túng cậu ấy bảo lâm linh rất dịu dàng rất ngoan nhân phẩm cũng tốt Thế nhưng hôm qua cậu bảo chuyện tình cảm phải quyết định bằng cảm giác cơ mà. Lữ Hiện cứng họng. May mà có người gõ cửa sen vào. Đó là gấu đen. Hiển nhiên sự xuất hiện của gã lúc này đã giải vây cho Lữ Hiện, cô. Cô Lâm, thấu đi vệ sinh à? Tiếng bước chân xa dần, sau đó là tiếng đóng cửa và một tiếng kéo ghế khác. Gấu đen, chị Lâm, nó lại nhài gì đây? Viêm thác mừng rơn, vậy là Lữ Hiện đi vội vàng để quên điện thoại ở trên bàn à? Lâm Hỷ Nhu cười mia, hôm qua không chịu, hôm nay lại chịu, thế mai là gì? Định mỗi ngày một kiểu à? Gấu đen, Lâm Linh cũng thể mà. Lâm Hỷ Nhu, Lâm Linh khác chứ, nó sợ tôi, tôi nói gì nó cũng nghe hết, cùng lắm cũng chỉ phản kháng ngoài miệng thôi. Còn Lữ Hiện, Lữ Hiện đâu phải do tôi nuôi, cậu xuống dưới xem chưa? Gấu đen đáp, em chưa, bây giờ xem cũng vô dụng, mai mới dụng dễ mà chất lượng thế nào còn phải đợi dụng rẻ xong mới biết nhưng em thấy không có vấn đề gì lớn cả mấy lần vừa rồi cũng đều ổn thỏa chị Lâm cho lữ hiện cơ hội này có lãng phí quá không đợt thuốc sau không không biết có phải bị Lâm hỉ nhu lườm không mà nữa câu sau gã không nói nữa Lâm hỉ nhu nói với giọng chẳng tốt đẹp gì vậy theo cậu nói cơ hội này cho ai mới không lãng phí gầu đèn đáp tất nhiên là người có tác dụng, có tầm quan trọng với chúng ta rồi. Ví dụ như tên buôn lậu súng ở Vân Nam kia, giúp chúng ta bớt được bao việc. Lữ Hiện vừa mới học y xong, chỉ có cho tường Bách Xuyên cùng tốt hơn là cậu ta. Gã không nói nữa vì Lữ Hiện đã về. Bầu không khi bỗng dịu đi, giọng lâm hì nhu nhẹ nhàng hơn, Lữ Hiện, cậu đi làm đi. Nhớ qua khách sạn đặt phòng, mai chúng ta lại về thành phố thời gian quá vừa vặn, đúng lúc này chiếc điện thoại có chứa sim riêng biệt nhấp nháy đèn, bảo lượng pin sắp hết. Viêm thác tất cổng nghe lên, sạc pin cho điện thoại dối bỏ hết tai nghe của mình và nhấp cứu la về túi đựng. Nhấp cửu la hỏi, anh thấy sao? Trong thời gian ngắn chưa thể suy nghĩ rõ ràng được, viêm thác dọn đàm túi đựng đồ ăn, ít nhất bây giờ tôi đã xác định được một việc, lữ hiện còn chưa phải ma cóp. Nhếp cửu la gật đầu, Tôi cũng cảm thấy vẫn để quấy nhiễu đội trùm khan ngàn năm qua sắp được giải đáp rồi. Hiện tượng ma cóp. Khi phổ cập thông tin cho cô, tướng Bách Xuyên từng nói trong quá trình tiếp xúc với củ đất, thỉnh thoảng đội trùng khan lại xuất hiện những tình huống rất kỳ lạ như anh em, người thân, thậm chí là người yêu ngày thường rất tốt với nhau tự dưng chơi xấu, đánh cả đồng bọn của mình để đi theo cú đất, trong khi họ không hề bị cào, tỉnh thần vẫn bình thường. Sau này biện pháp xử lý mây người ấy đều là giết và xử lý thi thể. Nhưng rốt cuộc họ biến thành ma cọp kiểu gì và tại sao cả đàm đi ra ngoài nhưng lại chỉ có một kẻ phản bội thì đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Nhếp cửu la nhìn viêm thác, tôi nghe có vẻ lâm hỉ nhu dẫn lữ hiện đến nông trường là để biến anh ta thành ma cọp. Viêm thác gật đầu, anh cũng có cảm giác ấy. Trong cuộc đối thoại của Lâm Hỷ Nhu và Gâu Đen, có rất nhiều tin tức. Thứ nhất, Muốn biến người thành ma cọp không dễ vì gấu đen bảo cho Lữ Hiện cơ hội này có làng phí quả không? Có thể thấy được dù là củ đất cũng rất trân trọng những cơ hội ấy. Thứ hai, không phải ngày nào cũng có cơ hội ấy. Bọn họ đang đợi ngày mai, còn nhắc tới một từ mấu chốt là dụng dễ. Thứ ba, bọn Lâm Hỷ Nhu đã có một vài ma cọp rồi, hơn nữa đó còn là những người có tác dụng và tâm quan trọng. Những người ấy là ai thì chưa biết nhưng ít ra đã biết được một người. Kẻ buôn lậu súng ở Vân Nam. Thảo nào bọn gấu đen có thể lấy được nhiều súng ống mà nhà nước cấm như thế. Nếu tìm được kẻ buôn lậu mà kẻ đó lại nghe lời bọn họ giam giáp thì khác nào có phải đánh cược cả tính mạng. Tên buôn lậu cũng mang súng về cho bọn họ. Mà cọp phải có tác dụng và tầm quan trọng, có thể giúp củ đất tồn tại và phát triển, ví dụ như kẻ buôn lậu súng ở Vân Nam cũng ví dụ như viêm hoàn sơn. Viêm Thác hỏi, cô nói xem có khi nào là một củ một ma, với cả củ đất chỉ có thể biến người thành ma cọp trong một thời gian riêng biệt nào đấy, ví dụ như sau khi dụng dễ không? chương 77, nhiếp Cửu La cũng nghĩ như vậy. Nếu củ đất có thể biến người thành ma cọp một cách tùy thích thì với 20 năm dốc sức của Lâm Hỷ Ngu, trên đời này đã đầy ma cọp rồi. Nhưng thực tế là đến viêm thác, lâm hỷ nhu còn không không chế được thì có thể thấy việc biên người thành ma cọp không hề dễ dàng cô khẽ hỏi nhưng nếu vậy thì lữ hiện đang gặp nguy hiểm à viêm thác giật mình vội móc điện thoại theo phản xạ nhấp cửu la cân anh anh đừng hành động thiêu suy nghĩ tình hình bây giờ không phải anh bảo anh ta chạy là anh ta có thể chạy được đã đến nông trường kiểu gì cũng có người kè kè ở bên lữ hiện muốn bảo anh ta chạy ít ra cũng phải cho anh ta một lý do chứ mà có nói thật với anh ta thì liệu anh ta có tin không nói đi cũng phải nói lại dẫu anh ta có chạy thoát được đi nữa thì chắc chắn sẽ bị tóm về ngay thôi cô chợt nảy ra một ý tưởng hay bảo anh ta nói với lâm hỷ nhu là mình có bệnh tình trùng yêu hoặc yếu sinh lý viêm thác rỡ khóc giờ cười anh ta có ba cô bạn gái rồi đây với cả Di Lâm đã chọn anh ta thì sao có thể không điều tra trước được? Nhếp cửu la lại nêu ý kiến, hay gọi điện nặc danh bảo cảnh sát là trong nông trường có giam giữ người trái phép. Viêm thác thở dài, không nói tới chuyện nông trường ấy ở nông thôn mà dù có ở trên thị trấn thì cũng là dám nhà giàu nộp thuế đầy đủ và có các mối quan hệ móc xích với cán bộ. Cô có tin cô vừa tố cáo, đã có người bên đó báo ngay cho nông trường không? Trong thời gian ngắn, nhiếp cửu la không nghĩ ra được cách nào tốt hơn đừng nói là anh định quay về cứu anh ta đây nhé viêm thác cười khổ cô đánh giá cao tôi quá trước khi có kế hoạch khả thi tôi có quay về cũng chỉ chết chung với anh ta thôi chứ còn ý nghĩa nào khác đâu ngồi lặng ở đó một lúc anh mở cửa xe đi xuống vứt rác qua cửa kính xe nhiếp cửu la cũng đang bực bội trông thấy viêm thác đi đến bên thùng rác ở đầu phố ném mạnh túi rác vào trong Cô cũng nhìn thấy tấm biển quảng cáo hàng đá long môn ở đầu đường với hình tượng Phật trang nghiêm, từ bị bên trên và bầu trời xanh yên ả à, xa vời vợi đằng sau nó. Đây chính là lý do tại sao cô luôn muốn là một người bình thường để được hưởng thụ những phiên não bình thường ấy. Vì chuyện của Lữ Hiện mà bầu không khí trong xe hồi chiều ngột ngạt hơn rất nhiều. Khi bị viêm thác đánh thức, Nhấp cửu la đờ đẫn tỉnh dậy sau khi đã ngủ được một giấc cô thấy được ảnh hoàng hôn đang nhuộm đỏ nửa bầu trời ở phía xa. Viêm thác nói, đến khách sạn rồi. Đến rồi à, nhiếp cửu la ậm ừ rồi sách túi đồ mới mua lúc chưa xuống xe trong cơn ngái ngủ. Viêm thác đặt một phòng gia đình ở khách sạn 5 sao để hai người có thể ở chung phòng mà không chung giường. Như vậy vừa có thể chăm sóc lẫn nhau mà lại bớt được kha khá sự bất tiện. Sau khi thu xếp mọi thứ xong xuôi, viêm thác còn phải đi gặp đối tác. Tùy nói là gặp nhưng hôm nay công ty người ta mở tiệc nên chắc hẳn anh không về sớm được. Viêm thác để chiếc điện thoại chuyên dùng để nghe lén cho nhấp cửu la, nhờ cô chú ý tình hình bên lữ hiện. Lúc đi anh hỏi nhấp cửu la, cô còn cần làm việc gì nữa không? Nhớ ra thì bảo để tôi giúp cho, nếu không lát nữa tôi đi rồi là tự cô phải giải quyết đấy. Đã có gậy bốn chân của người già, nhấp cửu la không sợ gì cả. Sau một thoảng suy nghĩ cô nói. Anh đừng uống nhiều quả đấy. Nếu về mà nôn nhẹ hay giở trò trong lúc say là tôi không giúp gì được cho anh đâu. Viêm Thác đáp: Tôi sẽ không uống. Còn nếu uống say thì tôi không về nữa. Sau khi Viêm Thác đi rồi, Nhấp Cửu La rửa mặt mất một lúc lâu. Thật ra cô thấy khả vui khi Viêm Thác không có ở đây. Những hành động vụng về và bất tiện đó sẽ trở nên xấu hổ khi có người giúp đỡ. Còn lúc ở một mình sẽ chỉ có mỗi mình trông thấy nên ngoài việc hơi khó khăn thì chẳng sao cả. Làm xong mấy việc lặt vặt, cô lên giường nằm và để lại mỗi đèn ngủ. Tiếp đó cô gọi cho Lữ Hiện bằng số điện thoại dùng để nghe lên. Sau khi chắc chắn đã kết nối được với bên Lữ Hiện, cô mới mở túi đổ ra, bắt đầu làm việc. Những thứ cô mua đúng là đồ của cổ thật, chiếm lượng lớn trong đó là đất sét không mùi, hay còn được gọi là đất nặn cùng được. Đã lâu không làm việc tay cô hơi gượng, không có đất sét thật thì dùng tạm đất nặn nhấp cừu la véo một màu đất, bắt đầu xoa nắn, khi nặn tượng, đất mới trộn xong được gọi là đất sống. Phải nhào nhiều lần như nhào bột để tay quen đất và đất cũng quen với tay, hai bên cùng hài hòa thì mới hiểu ý nhau được. Trong tay nghe, chẳng biết Lữ Hiện đang làm gì mà cứ lần mò, lúc thì uống nước, lúc thì kéo ghế, miệng còn ngâm nga mấy bài hát. Nếu là trước kia, Nhếp cửu la sẽ thấy phiền nhưng nay trong cô chỉ còn buồn bã tâm trạng đó lan ra khắp cơ thể, lan sang cả đất nặn qua lòng bàn tay nên trong cục đất nặn cũng tràn ngập nỗi buồn. Thấy đất nặn đã mềm vừa đủ, cô mở album trong di động ra tìm ảnh để luyện tập. Mười rưỡi, viêm thác vẫn chưa về nhưng phi lữ hiện lại có tình hình mới anh ta đi chạy bộ ban đêm, vừa chạy vừa thở hồn hển không ra hơi. Chạy được chừng 15 phút nhịp chạy biến thành nhịp bước đi, Cùng lúc đó nhiếp cửu la nghe thấy lữ hiện lầu bầu trong tiếng thở gấp, ông đây. Ông đây thả mập chết còn hơn chạy bổ, không chạy nữa, việc tập luyện này, chẳng phải việc dành cho con người. Không bao lâu sau âm thanh xung quanh lại thay đổi, chắc là anh ta đã đi vào nhà. Nhếp cửu la từng nghe viêm thác kể về bố cục của nhà dành cho khách ở nông trường. Căn nhà ấy chỉ có hai tầng, không có thang máy nên lữ hiện phải leo thang bộ. Quả nhiên, Tiếng lâm bám lại xuất hiện, mẹ kiếp, con phải leo cầu thang nữa. Mười mấy giây sau, trong tai nghe bất ngờ xuất hiện giọng của gấu đen đi đôi với tiếng đập cửa rồn rập, chị lâm, chị lâm, xảy ra chuyện rồi. Nhếp cửu la ngẩn ra, dừng tay rồi nín thở, cẩn thận lắng nghe động tỉnh đầu bên kia. Cô đoán là Lữ Hiện đã lên đến tầng 2 và bắt gặp gấu đen gô cửa phòng lâm hỉ nhu. Tiếng bước chân lại mạnh hơn, đó là do Lữ Hiện chạy tới anh gấu xảy ra chuyện gì thế giọng gấu đen đầy vẻ bực bội và cọc cần không phải việc của máy biên đi mà gần như là cùng lúc cánh cửa phòng mở ra lâm hỉ nhu hỏi có việc gì thế việc gì thì nhấp cửu la không nghe thấy chắc là gấu đen và lâm hỉ nhu đã trao đổi ánh mắt hoặc thì thầm với nhau tóm lại là khi lâm hỉ nhu nói chuyện giọng điệu của ả à đã khác đi để tôi qua xem tiếng bước chân xa dần Lữ Hiện bực bội hư mùi rồi mở cửa đi vào phòng. Cuộc nghe lén này đến đây là kết thúc. Tới tận lúc này nhấp cửu la mới dám thở dài. Cô cảm thấy tay mình cứng đờ, cả tượng đất trong lòng bàn tay và đầu ngón tay đều lạnh lẽo. Bên đó xảy ra chuyện gì nhỉ? Liệu có liên quan đến viêm thác không? Có khí nào là viêm thác bị lộ tẩy không? Chắc là không đâu. Cô nhắm mắt lại, cẩn thận suy ngẫm những gì vừa nghe được. Sau khi hỏi có chuyện gì thì Lâm Hỷ Nhu lại bảo để tôi đi xem nên chắc chắn là việc mới xảy ra thôi và khả năng cao là xảy ra ở nông trường. Nhưng nông trường đã xảy ra chuyện gì và có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ? Chẳng lẽ bọn tưởng Bách Xuyên bị sao rồi? Nhưng nghe không giống lắm, nếu tưởng Bách Xuyên chết Lâm Hỷ Nhu sẽ bảo đáng đời chứ chẳng thẳng thốt như thế. Hay là răng chó, không đúng, răng chó chết rồi. Vậy chỉ còn mỗi. Khoảnh khắc ấy, trong đầu nhiếp cửu la lóe lên một từ. Dụng dễ, gấu đen từng bảo, mai mới dụng dễ mà, chất lượng thế nào còn phải đợi dụng dễ xong mới biết. Mà bọn họ lại gọi lữ hiện đến nông trường vào khoảng thời gian này, nên có thể thấy rằng cả đám đó đều đang đợi hiện tượng dụng dễ xảy ra. Tìm nhiếp cửu la đập thình thịch, bọn cô may mắn thế ư, lẽ nào ông trời có mất, Phật tổ hiền linh nên việc dụng dễ đó mới xảy ra vấn đề đang lúc sững sờ cô nghe được tiếng mở cửa phòng ở bên ngoài viêm thác về rồi nhấp cửu la hỏi viêm thác à viêm thác đáp lại với giọng không rõ ràng anh lảo đảo đi vào toilet bằng những bước chân nặng trịch sau đó thì nôn thốc nôn tháo định xuống giường nhưng mới xốc được chân lên nhấp cửu la đã khựng lại lát sau cô nghe thấy tiếng xả nước và sau đó không còn âm thanh nào nữa anh ta bảo sẽ không uống rượu cơ mà nhiếp cửu la hơi bực bội, lúc sáng cô đã bảo anh ta mà uống say thì cô sẽ không giúp gì được rồi. May sao có chiếc gậy bốn chân, nhiếp cửu la chống gậy, vịn tường bước từng bước một ra gian ngoài. Lúc lên giường, cô đã tắt hết đèn của gian ngoài nên bây giờ trong phòng tối om, chỉ có mỗi ánh đèn vàng hắt ra từ toilet. Nhiếp cửu la đi tới cửa toilet, nắp bồn cầu đã được đẩy xuống, Viêm thác đang ngồi dựa lưng vào tủ bên dưới bồn rửa tay với một chân co một chân duỗi. Phòng gia đình có hai toilet, một ở trong phòng ngủ của cô và một là ở phòng khách nên hơi nhỏ. Lúc này viêm thác môi phệt ở đó với tay chân dài càng khiến toilet trông chật trội hơn, có cảm giác như không thể nhét thêm ai vào nữa. Nhấp cửu la hỏi anh, anh lái xe về hả? Viêm thác lắc đầu, thuê người lái thay. Vừa nói, anh vừa túm lấy mép bồn rửa tay để đứng dậy còn biết thuê người lái thay nghĩa là chưa say mềm nhếp cửu la không nói gì được bởi anh say rượu chẳng liên quan gì đến mình có tức cũng vô lý mới này bên lữ hiện bên dì lâm xây ra chuyện đúng không tôi biết việc đó dối. nhếp cửu la hơi sững sốt sao anh biết viêm thác cưới lữ hiện gọi cho tôi tưởng là có thể nghe được gì đó từ chỗ tôi nhưng tôi làm sao mà biết được Chẳng qua bên dì Lâm lại xây ra chuyện vào đúng lúc này thì cũng là việc tốt nhỉ. Anh lão đảo bước ra ngoài mà quên cả việc phải né người. Thành thủ đi tới trước mặt nhếp cửu la dối anh mới nhận ra phải tránh cô. Chưa kịp nhắc chân, đầu anh đã chui xuống. Người đổ về trước suýt thì dụng vào nhếp cửu la. May sao anh bắt được khung cửa. Nhếp cửu la ngẩng đầu nhìn viêm thác. Trên người anh không chỉ có mùi rượu mà còn cả mùi khói thuốc thoang thoảng. Hệt với câu châm ngôn, đi xã giao, tay trái cầm thuốc, tay phải cầm rượu. Cô hỏi, anh bảo sẽ không uống rượu mà. Viêm thắc ngước nhìn cô rồi lại cúi đầu cười diễu, đầu óc càng choáng váng hơn, vốn dĩ tôi không uống nhưng họ cứ mời mãi, mời mai. Tôi vẫn chối cho đến khi một cậu nhóc dẫn em gái mới lớn từng này đến mời. Anh khua tay múa chân diễn tả chiều cao cho cô, mời lớn chừng này thôi. Chỉ cao như vậy, em gái, nên uống. Bữa tiệc hôm nay viêm thác tham dự là tiệc thường niên nhỏ của công ty đó. Sở dĩ nói tiệc thường niên nhỏ vì nó không được xem là tiệc thường niên chính thức. Có thể coi nó như một bữa liên hoan của các nhân viên chủ chốt trong công ty. Vì có viêm thác đến nên bầu không khí càng thêm náo nhiệt, chưa ăn được bao nhiêu đã có người đến mời rượu. Viêm thác luôn kiếm có, chẳng hạn như phải lái xe nên không thể uống rượu, hoặc bản thân mình không biết uống rượu. Cứ thế, ông xếp bên đối tác tuyên bố ai mời được anh uống rượu thì sẽ thưởng nóng 2.000 tệ. Hay lắm, đến nước ấy thì sao anh yên thân được? Cả hội trường nháo nhào lên, ngay cả những người vốn không định mời rượu cũng bắt đầu xếp hàng. Viêm thác đã định bỏ thêm mấy lần 2.000 cho bọn họ rút thưởng để mua trốn yên thân nhưng ngay lúc định khước từ, góc áo anh bị ai đó kéo nhẹ và có một giọng nói sợ sệt gọi anh, chủ ơi. Anh cúi đầu xuống thì thấy một cậu bé trưng 4 năm tuổi, trông rất đáng yêu và hơi bên lên đang bưng ly rượu và dắt theo em gái. Cô em gái chỉ hơn 2 tuổi, đang nắm chặt tay anh trai. Vừa mút tay, cô bé vừa ngần đầu tò mò nhìn viêm thác, sau đó đứng sát vào bên người anh trai. Đám đông cười ẩm lên, người lớn tất nhiên sẽ không tranh với trẻ con nên họ tự động nhường chỗ cho hai anh em. Còn bảo đến nước này mà viêm thác vẫn không uống thì hai đứa bé sẽ có bóng ma tâm lý mất. Vậy là viêm thác nhận lấy ly rượu và uống. Có những việc không thể có ngoại lệ vì đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai. Sau đó anh cũng chẳng rõ mình đã uống thêm bao nhiêu ly. May sao anh còn biết kiềm chế nên đã dừng lại trước ngưỡng say và mượn điếu thuốc của người bên cạnh. Anh châm thuốc rồi đặt nó lên thành ly. Trong hội trường náo nhiệt là thể mà điều thuốc gác trên ly rượu này lại yên tĩnh và cô quạnh chút sao động của rượu trong ly cùng với làn khói thuốc bay lượn lờ mang sự yên lòng của anh đi và không bao giờ trở lại nữa. Viêm thác vốn cho là khỉ biết tung tích của viêm tâm, anh rất bình tĩnh. Nhưng giờ anh mới biết, hỏa ra không phải vậy. Nó như một chiếc đình cầm sâu trong lòng hơn 20 năm nay, tim anh đã quen với sự tồn tại của nó nên chẳng còn đau ngứa. Sự đau khổ ngày trước cũng đã nhạt dần qua từng năm tháng, chỉ còn lại vài sợi tơ quần trên đầu chiếc định nhưng hôm nay cảm giác đau khổ ấy lại ùa về từng chốt một khi đó anh bình tĩnh là bởi những cảm giác đã đi xa đó còn đang trên đường trở về mẹ anh viết trong nhật ký rằng thăm con ngốc của mẹ bị lửa chỉ với một con vịt con chỉ vì một con vịt con mà anh không bao giờ được gặp em gái nữa viêm thác giải thích với nhiếp cửu la con bé mời lớn tầm ấy cao chừng này một cô bé nếu không uống có phải không hay lắm không? Thấy tôi không nhận ly rượu của anh trai mình, con bé đã biểu môi trực khóc. Anh vẫn luôn cười mà chẳng biết rằng mắt mình đã đỏ ửng. lúc đó tôi nghĩ. Đó là trẻ con, còn là con gái nữa nên phải nhường nhìn, uống rồi lại uống, cuối cùng thành uống say. Anh không nói nữa, anh đèn vàng phủ lên người anh thật lạnh lẽo. Viêm thác nhìn vào mắt nhiếp cửu la, đôi mắt này dịu dàng hơn bất cứ khi nào và luôn quyền rủ anh dần dần tiếng ồn ào ngoài cửa sổ bay xa tiếng máy móc trong nhà cũng biến mất cả thế giới trở nên tĩnh lặng đây là một thế giới yên ắng đến cô quạnh cũng may ngay trước mặt anh vẫn còn một hơi thở khác viêm thắc củi đầu kể sát vào môi cô ngay lúc môi sắp kể môi nhức cửu la khẽ nghiêng mặt nhắc anh say rồi cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic audio chương 78 Khi anh thức dậy, trời đã sáng choang. Vừa ngồi dậy đã thấy đầu đau như bố bổ, viêm thác giơ tay đỡ đầu và ngồi trên giường một lúc mới nhìn ra xung quanh. Mình về khách sạn rồi à? À, đúng rồi, mình gọi người lái thay mà. Trên đường đi còn nhận được cuộc gọi của Lữ Hiện nữa. Hôm nay mình phải làm gì nhỉ? Lữ Hiện, mẹ nó, đừng bảo Lữ Hiện gặp chuyện gì rồi nhé. Viêm thác vội vàng tìm điện thoại chuyên nghe lén nhưng tìm một lúc mới nhớ ra hôm qua mình đã đưa cho nhiếp cửu la mất rồi. Vậy là anh sốc chân, lao vội ra ngoài. Nhưng mới ra đến phòng khách anh đã dừng bước bởi nhiếp cửu la đang ngồi ăn cơm ở bên bàn sau khi vệ sinh cá nhân và ăn mặc chỉnh tề. Tuy ăn mặc chỉnh tề ở đây chỉ là choàng thêm chiếc áo khoác mà thôi. Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng đầu nhìn anh, dậy rồi à. Viêm thác ậm ừ rồi nhìn lên bàn ăn. Trên đó có bữa sáng kiểu Tây dành cho hai người gồm trứng ốp la, sữa bò và salad. Gọi khách sạn mang lên à? Nhiếp cứu la gật đầu rồi lại vùi đầu ăn phần của mình. Bởi vì chuyện này, viêm thác đã quên mất cả việc mình ra đây để làm gì. Đứng đực ở đó một lát, anh mới mở tủ lạnh lấy chai nước khoáng ra uống. Tối qua vừa uống rượu mà hôm nay còn phải lái xe nên để tránh việc lái xe khi say rượu thì anh nên uống nhiều nước để pha loãng cồn trong cơ thể nước lạnh chảy qua cổ họng rồi xuống bụng khiến viêm thác chợt đờ đẫn. Hình như lúc đêm qua anh về có gặp nhiếp cứu la và nói chuyện với cô. Anh vội quay lại nhìn nhiếp cửu la. Cảm nhận được ánh mắt của anh và bữa sáng cũng ăn được hòm hòm. Nhiếp cửu la đầy đĩa ăn sang bên rồi rút khăn giấy lau miệng. Sao thế? Viêm thác hơi chấn chứ hôm qua. Tôi uống say hả? Ừ thế tôi có làm việc gì? Không đúng mực không? Nhiếp cửu la khê nhướng mày chẳng lẽ mỗi lần uống say anh đều làm mấy việc không đúng mực à? Viêm thác vội giải thích, không phải nhưng lúc say đầu óc thường. Không tỉnh táo, khó làm chủ bản thân lắm. Anh còn nhớ được đôi chút nhưng chẳng dám chắc những việc ấy có xảy ra thật hay chỉ là những ảo tưởng sau khi uống say. Anh xác nhận thêm lần nữa với nhiếp cửu la, tôi không. Làm gì cô chứ? Nhiếp cửu la thở ơ. Anh dám làm gì chắc? anh mà làm gì thì tôi có để yên cho anh ngủ đến sảng không cũng phải viêm thác thở phào rồi đi vào toilet rửa mặt sau mấy vốc nước lạnh tạt lên mặt anh chợt ngắn người và nhớ tới đôi mắt nọ đó là ánh mắt dịu dàng nhất anh từng được trông thấy từ lúc sinh ra đến giờ nó là ánh mắt thấu hiểu ngay cả khi anh không nói bất cứ điều gì và có thể khiến anh bỏ đi mọi lời giải thích giấu đầu lòi đuôi để xé toạc lồng ngực cho cô xem hết mọi khổ sở khó chịu hay thậm chí là tủi thân viêm thác củi đầu hắt thêm một vốc nước nữa lên mặt giấc mơ hay thật đấy cái gì cũng có cả rửa mặt xong cả người nhẹ nhàng hơn hẳn viêm thác đi ra bàn ăn sáng định nói chuyện đôi câu với nhiếp cửu la nhưng anh lại thấy cô suỵt khè và cúi đầu như đang lắng nghe gì đó lúc này viêm thác mới trông thấy cô đeo tai nghe cô vẫn đang nghe lén lữ hiện ư Viêm thác hơi lo nhưng lại không tiện quấy giày cô nên chỉ đành vừa ăn vừa chú ý biểu cảm của cô. Một lát sau, cô tháo tay nghe xuống. Tìm viêm thác thấy đập rộn, sao rồi? Có thể nói là tin tốt, Lữ Hiện rời khói nông trường rồi. Viêm thác mừng tới mức còn suýt làm đồ ly sữa bỏ trước mặt, xảy ra chuyện gì rồi à? Cụ thể là chuyện gì thì nhấp cửu la không rõ. Cô chỉ biết rằng gần 11 giờ đêm qua, gấu đen vội và gọi lâm hỉ nhu đi với lý do xảy ra chuyện rồi còn tiến triển khác là mới này khi ăn sáng ở nhà ăn lữ hiện gặp được gấu đen và có hỏi thăm gà rằng anh gấu tối qua không có việc gì đây chứ câu trả lời qua quýt của gấu đen thể hiện rõ việc gã chẳng muốn nói nhiều về việc đỏ lữ hiện lại hỏi hôm nay chúng ta cùng về thị trấn à mấy giờ thì đi gấu đen đáp cậu tự về đi chúng tôi còn có việc hiển nhiên kế hoạch bọn họ định thực hiện với Lữ Hiện trong hôm nay đã bị ngừng. Sự may mắn tới quá đột ngột khiến viêm thắc không dám tin, sao lại trùng hợp đến độ muốn gì có đó như vậy? Sao việc dụng dễ lại có vấn đề ngay lúc chúng ta cần thế chứ? Nhấp cửu la trả điện thoại phụ dùng để nghe lén và tai nghe cho viêm thác, quan tâm việc đó làm gì, miên sao là tin tốt là được dẫu chưa từng gặp lữ hiện nhưng dù gì anh ta cùng đã cứu cô khói bàn tay thần chết nên cô cũng hy vọng anh ta được bình an ăn sáng xong hai người lại lên đường đi từ trịnh châu đến an dương theo đường cao tốc chỉ mất hai tiếng rưỡi nên chưa đến giữa trưa hai người đã vào đến thành phố theo lý thuyết an dương phải là một thành phố cổ xưa vì dẫu sao nó cũng là cố hương của chữ giáp cốt Viêm thác cứ ngỡ sẽ có cảm giác lịch sử nồng nàn ập vào mặt nhưng đến nơi mới phát hiện chẳng có chuyện đó. Các thành phố trên cả nước đều chen chúc nhau ở hạng mục mới tỉnh nên đường phố nơi đây mới mẻ. Tòa nhà ven đường và cả hàng cây bên đường cũng đều mới toanh như tuổi trẻ bồng bột. Nhấp cửu la giải thích cho anh, đây là khu mới nên vậy chứ khu cũ vẫn còn khá tang thương. Chuyến này viêm thác không dành để được trải cái cảm giác tang thương đó vì quán ăn nơi hứa Annie làm việc năm ở khu mới hai người đến vào đúng giờ ăn trưa nhưng nơi đây lại chẳng hề đông khách ngay từ cửa đã có thể nhận thấy quán ăn này có quy mô không lớn và thuộc dạng thiết thực do không dò người mình cần tìm có đang ở quán không viêm thác đã gọi vào số điện thoại trên biển hiệu để tìm hửa an ni nhân viên thu ngân bảo anh đợt một lát rồi dài giọng, an ly an ni ơi cách gọi khiến cái tên tương đối hiện đại nhuốm về quê mùa viêm thác cúp điện thoại có ở quán nói rồi anh định xuống xe luôn nhưng nhấp cửu la lại bảo để tôi vào cho viêm thác không hiểu nhấp cửu la nói tôi cảm thấy anh không nên ra mặt dù là với người thân của củ đất vì chúng đều biết mặt anh cả mà anh vào đấy ngoài nhìn ra cũng có làm được gì đâu chẳng thà để tôi đi ít nhiều gì chúng tôi cũng là con gái nên sẽ dễ nói chuyện hơn viêm thác nhìn chiếc gậy cô đặt nghiêng bên ghế cô á tôi thì sao anh cứ lái xe đến cửa, tôi xuống đó đi vài bước là có người đến đỡ ngay. Dưỡng thương thì dưỡng thương nhưng đâu thể ngồi im mãi được. Cũng được. Viêm thác mở bức ảnh của hứa An Ni trong mail ra cho nhấp cửu la xem rồi mới lái xe đến cửa quản ăn. Vừa định xuống mở cửa xe cho nhấp cửu la nhưng cô lại bảo anh đứng xuống. Anh cứ ngồi đó đi, mặc kệ tôi. Khi nào tôi xuống anh nhớ lái xe đi luôn. Bao giờ cần đón tôi sẽ nhắn tin để anh quay lại cho gì nữa đấy. Tuy chẳng hiểu mô tê gì nhưng viêm thác vẫn lái xe đi luôn theo lời cô nói. Chỉ điều anh lái rất chậm để quan sát cho đến khi thấy nhân viên quán ăn ra đỡ cô thật. Nhếp cửu la vừa bước vào đã khiên phần đông mọi người trong quán chú ý. Việc cô xinh đẹp chỉ là phụ thôi. Lý do chỉnh là vì dáng vẻ của cô lúc này kết hợp với cả cảnh tay treo trước ngực và cây gậy bốn chân. Với tất cả những điều ấy, cô có muốn ít bị chú ý cũng khó. Cô cũng đã trông thấy hứa Annie đang lau bàn. Hứa Annie còn rất nhỏ, mới chỉ hơn 20 tuổi. Cô ấy có vóc dáng tấm trung, gương mặt tròn, đôi mắt to, mái tóc buộc thấp và cách ăn diện mộc mạc những cô gái tắm tuổi này thường ăn mặc theo xu hướng nhưng cô ấy lại mộc mạc đến giản dị. Nhấp cửu la đi về phía chiếc bàn đó, thấy vậy hứa Annie nhanh tay hơn để còn quay lại đón khách, chào chị, chị đi một mình à? Cô ấy định giơ tay đỡ cô nhưng rồi lại rụt về. Nhìn là biết áo khoác của Nhấp Cửu La rất đất mà tay cô ấy lại dịnh đấy dầu mỡ do vừa cầm rẻ lau. Nhấp Cửu La gật đầu và nhăn nhó ngồi xuống ghế suốt quá trình cô ngồi xuống hứa Annie đều lo thay cho cô. Cuối cùng còn hỏi chị ơi, tay chị mới bị thương à? Nhấp Cửu La ngắn ra trước lời cô ấy. Trước giờ chưa ai gọi cô là chị và cô cũng không thích bị gọi như vậy vì nó làm cô già đi. Nhưng hứa Annie gọi vậy cũng khá dễ hiểu vì trông cô ấy chỉ như học sinh cấp 3. Nhấp cửu la gật đầu, cái tay đó không thể làm gì được, động khẽ đã đau rồi. Hứa Annie nhìn ra ngoài cửa, chị đang thế này mà lại ra quân một mình à? Người nhà chị không đi cùng à? Nhấp cửu la cười nhạt và chắc rằng trên mặt mình vương rồi mà. Nét u sầu cô đã cố ý tập trước với gương cô cúi đầu nhìn menu. Mặt bàn là một tấm kính trong với bảng menu kẹp bên dưới. Nhếp cửu la nói, cho chị một phần cơm cà tím nổi tiếng ở quán mình cùng một chén canh trứng rong biển. À thêm một phần mang về cho chồng chị nữa. Phần đó chị lấy sườn xào rau, canh gà hầm măng và thịt trâu xào. Mà thịt phải mềm nhé, nếu không anh ấy lại chửi chị. Lúc nói câu cuối, vẻ mặt cô như đang xin lỗi. Hứa Annie cảm thấy khó tin, chị đã vậy mà còn phải mang cơm cho chồng chị nữa à anh ta không biết đường tự đi ăn à nhếp cửu la khẽ cần môi và nói khẽ trong khi đôi mắt dấn ửng hồng em ghi đơn đi nói rồi cô giơ tay lau nhẹ khóe mắt quán ăn nhỏ cộng với lượng khách ít nên tốc độ xào nấu của đầu bếp cũng nhanh hơn chỉ một chốc phần cơm cà tím đã được mang lên nhếp cửu la mới ăn được vài miếng đã bất cần làm rơi đùa xuống đất cô định cúi người nhặt nhưng hứa Annie đứng ở gần đó đã đi tới nhặt lên và đưa cho cô đôi đùa mới. nhếp cửu la nhẹ nhàng nói, cảm ơn em nhé. hứa Annie rất thích nhếp cửu la vì trong cảm nhận của cô ấy, bà chị này là một người có văn hóa có học thức nên mới nói chuyện hòa nhà thế. cô ấy bảo, chị, chị đang bị thương mà còn ăn món canh sung thế này thì bao giờ mới khói được. nhếp cửu la cười gượng, chị quen rồi. quen gì cơ liên tưởng tới những việc trước đó, hứa An Ni càng cảm thấy không ổn. Cô ấy nhìn ngó xung quanh rối hỏi nhỏ, chị, có phải chồng chị đối xử tệ bạc với chị không? Ban này cô ấy đã thấy có vấn đề rồi, người vợ bị thương ăn toàn môn thanh đạm trong khi mấy món gọi cho chồng mình toàn đồ mặn bắt vợ đang bị thương đi mua cơm cho mình thì tên chống kia có còn là con người nữa không? Nhếp cửu la ngừng đầu nhìn hứa An Ni có đôi khi muốn đối phương bộc bạch tâm tình hay trao đổi bị mật thì mình phải làm điều đó chứ. Cô giơ tay vuốt nhẹ lên cánh tay đang treo trước ngực của mình, em nói xem. Cái tay này là anh ấy đánh đấy. Mới đầu hứa Annie còn ngơ ngác nhưng chỉ vài giây sau đã lắp bắp, anh. Anh ta đánh á, chống chị á. Nhếp cửu la ngậm ngùi gật đầu. Mẹ kiếp, đúng là tên bệnh hoạn mà. Sao có thể đánh vợ như thế được? Hứa An Ni vốn đã giận nhưng thấy vẻ yếu đuối của cô thì càng tức hơn. Chị không thể để mặc anh ta làm vậy được. Cùng lắm thì ly hôn. Chị xinh đẹp thế này còn sợ không có người theo à? Nhấp cửu la bật cười rồi lại buồn rầu đáp. Chuyện nam nữ phức tạp lắm. Em còn nhỏ, chắc còn chưa yêu đương nên không hiểu đâu. Hứa An Ni thốt lên, em không hiểu á. Đúng là em nhỏ tuổi hơn chị như chắc chân em hiểu biết nhiều hơn chị nói tới đây như biết mình lỡ miệng cô ấy hơi xấu hổ nhấp cửu la cùng hiểu vì sao cô ấy lại xấu hổ trước khi lên bờ hứa an ni từng vào ra trốn tình ái phải làm loại nghề đó để kiếm cơm nên cũng gặp nhiều chuyện bần thiều và tất nhiên cũng hiểu biết không ít thay nhưng nhìn cách ăn diện mộc mạc sạch sẽ của cô ấy hiện giờ thì hiển nhiên đã cắt đứt hết cô giả vờ ngạc nhiên em đã yêu đương rồi à bạn trai em có tốt với em không vừa nhắc tới bạn trai Nụ cười nơi đây mất hứa Annie không thể nào giấu nối. Cô ấy ngượng ngùng đáp, anh ấy tốt với em lắm. Nửa tiếng sau, Viêm Thác lái xe đến đón Nhiếp Cửu La. Theo lời dặn của cô, anh chỉ dừng xe trước cửa chứ chẳng hề xuống, thậm chí còn không thèm mở cửa cho cô để thể hiện đúng chất hờ hững. Viêm Thác thấy rõ hứa Annie đợi Nhiếp Cửu La đến bên xe và cũng là cô ấy mở cửa xe giúp cô. Anh quay mặt sang bên Tuy không trông thấy hứa An nhưng cũng có thể nghe được động tình tứ cô ấy. Anh nghe thấy cô ấy dặn nhấp cửu la đi đứng cẩn thận rồi bảo chị cử suy nghĩ kỳ lời em nói đi. Cuối cùng còn phi một tiếng rõ to. Viêm thác không hiểu nguyên do nhưng trực giác mách bảo anh rằng câu phi đó của hứa An là dành cho anh. Sau khi xe chạy được một đoạn, anh hỏi nhấp cứu la, hai người nói những gì mà lâu thế? Rồi anh lại bảo, không ngờ cô lại giỏi nói chuyện với người lạ thế nói hoài cũng chẳng thấy nhiếp cửu la trả lời viêm thác ngạc nhiên quay sang nhìn cô lúc này anh mới phát hiện ánh mắt cô xa xăm nét mặt cũng hơi lạ và đôi môi khẽ mím lại với những cái liếm môi ngẫu nhiễn cô nhiếp nhiếp cửu la giật mình như vừa mới bừng tỉnh cô quay lại nhìn anh dối nói với chất giọng run nhẹ nếu không để ý sẽ chẳng phát hiện được viêm thác hứa anny có thai rồi Hứa An Nhi, có thai rồi á. Viêm thác sững sờ dẫm phanh theo phản xả, để rồi khi nhớ ra nhấp cứu la không chịu được củ rừng gấp như vậy thì lại vội buông chân. Cuối cùng xe chạy chậm dần và tấp vào bên lề. Hai người ngồi lặng trong xe mà không ai nói năng gì. Cuối cùng viêm thác đánh vỡ bầu yên lặng, không thể nào. Con người sao có thể sinh con với củ đất được? Nhấp cửu la cười khẽ, sốc lắm đúng không? Lúc nghe cô ấy nói thế tôi còn làm đổ cả bát canh. Đến tận bây giờ mới đờ sốc. Có hai tình huống, một là bọn họ đã không còn chương ngại sinh sản nữa nên có thể sinh con với con người. Viêm thác định nói điều gì đó nhưng nhấp cửu la lại ra hiệu cho anh nghe mình nói hết. Hai là hứa An Ni tưởng mình có thai với Ngô Hưng Bang nhưng thực tế chẳng phải vậy. Đầu óc anh chẳng thể suy nghĩ nổi trong lúc này nên viêm thác đành hỏi thẳng là thế nào. Nhấp cửu la do dự anh còn nhớ Lâm Linh từng nghi ngờ mình bị người sờ soạng trong khi ngủ không mà làm thế nào cũng không tỉnh dậy được không? Tôi muốn nói là hứa Annie sẽ không từ chối việc ngủ với bạn trai mình nhưng nếu trong lúc đầu óc không tỉnh táo và xung quanh tối om thì ai biết người đàn ông đó là ai? Viêm thắc nhấn từng chữ một, ý cô là ngô hưng bang cho người. Với bạn gái mình, nhấp cửu la cúi đầu, bạn gái gì chứ, túi máu mà thôi. Khi nói chuyện trước mắt cô như hiện hiện đôi mắt dịu dàng của Hứa An Nhi. Cô ấy thật lòng khuyên nhủ cô rằng, chị, "Chị phải quyết đoán vào. Chị phải tin tưởng tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Như em này, trước khi gặp anh ấy, em đã tự tử mấy lần rồi nhưng sau này em lại thấy may vì hồi đó không thành công." "Em nói thật đấy." Chương 79. Viêm Thác ngồi lặng ở đó mãi, nhấp cửu la đoán được suy nghĩ trong anh có phải anh rất muốn quay lại cứu cô ấy không viêm thác đáp hay cô nói mấy câu để tôi bỏ ý định này đi nhếp cửu la cười tuy không hề muốn nhưng cô vẫn phải vô cảm hơn thứ nhất cô ấy sẽ không tin anh đối với cô ấy ngô hưng bang không chỉ là người yêu mà còn là người cứu vớt cô ấy khôi bể khổ anh không thể thuyết phục được cô ấy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thứ hai cứu cô ấy rồi anh định giấu ở đâu một chấn phúc đã đủ khiến anh sứt đầu mẻ chán rồi. Thứ ba, bây giờ đưa cô ấy đi rất dễ rút dây động rừng. Anh đừng quên Lâm Linh còn đang trông đợi cả vào anh. Ngoài Lâm Lĩnh ra còn có những người ở trên bảng Excel nữa. Im lặng một lúc lâu, viêm thác thở dài rồi khởi động xe. Khi xe nổ máy, nhấp cửu la cảm nhận được cái nặng của xe qua việc bánh xe chuyển động từ từ. Khoảng thời gian còn lại trong ngày hai người dành cả cho việc đi đường và cũng chỉ nói vài câu cần thiết như có muốn uống nước không, có muốn đi vệ sinh không lúc dừng xe nghỉ giữa chăng. Nhếp cửu la bảo viêm thác vứt phần cơm mua mang về kia đi vì với tính cách thẳng thần của hứa ni rất có thể cô ấy sẽ nhổ nước bọt vào trong. Bữa tối của hai người được giải quyết ở một quán hoành thánh ven đường. Nước canh của bát hoành thánh ra mông nhân tôm nõn còn nóng hổi có trứng rong biển và hành hoa với đầy đủ sắc mông. Ăn được nửa bữa, nhiếp cửu la gọi cho chị Lư bảo tầm 10 giờ tối sẽ về đến nơi để chị chuẩn bị trước. Cô còn dặn chị quét dọn phòng ngủ phụ vì hôm nay sẽ có khách đến chơi và ngủ lại nhà. Chuyện có khách ngủ lại nhà, cô chưa hỏi viêm thác nhưng lúc cô gọi điện ngay trước mặt anh cũng không thấy anh phản đối. Đợi cô gọi xong, viêm thác mới hỏi, bên hình thâm có. Tin tức gì chưa? Nhiếp cứu là mở Weibo ra xem rồi lắc đầu. Thật ra hồi sáng cô mới nói với viêm thác rồi, giờ anh đã hỏi lại nghĩa là đang rất cuống. Cũng cảm thấy mình quá sốt ruột, viêm thác cười diễu, bây giờ tôi rất hối hận vì bao nhiêu năm nay chẳng kiếm nối cho mình một người giúp đỡ. Nhưng nghĩ lại thì kiếm ai được, kéo ai vào việc này cũng sẽ bị người ta chửi chết. Giờ đây hình thâm lại trở thành hy vọng duy nhất mà anh phải cố gắng bắt lấy chẳng biết tình cách anh ta thế nào, có dễ nói chuyện không. Mười rưỡi tối, xe lái vào con ngõ nhỏ trước cổng nhà nhiếp cửu la. Trước đó có nhiều chuyện không vui đi nữa thì khi về tới nhà nhiếp cửu la vẫn cứ vui mừng. Ngay từ xa cô đã trông thấy chị Lư đang đứng ở trước cổng nhìn ngó xung quanh rồi. Dù không biết xe viêm thác nhưng thấy nó chạy vào chị Lư cũng nghi nghỉ nên cứ nhìn mãi. Nhếp cửu la mở cửa kính xuống rồi cười rạng rỡ với chị, chị Lư chị lư cũng cưới tôi đang bảo chắc cũng sắp về đề nơi rồi xe dừng hẳn chị lư mở cửa xe cho cô gương mặt vốn đang tươi cười của chị bỗng tải đi khi trông thấy cánh tay treo trước ngực và cây gậy bồn chân của cô 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 bị sao thế này nhấp cửu là bâng quơ em đi xem hang đá xong ngã từ trên cao xuống nên bị gãy tay đấy nhờ có anh viêm đây cô chỉ vào viêm thác vừa xuống khói xe đây anh ấy đưa em đến bệnh viện con chở em về nữa. Chị Lư vội vàng bước tới đỡ nhiếp cửu la và cảm ơn viêm thác, cậu viêm, cảm ơn cậu nhé. Viêm thác nhập vai mới ngay tức khắc, không có gì đâu chị. Anh mở cốp xe mang hết hành lý ra rồi xách vào trong sân. Mới vào đến giữa sân đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, anh thốt lên, thơm quả. Nhờ câu nói của anh, nhiếp cửu la cũng chú ý tới điều này, có cây gì nở hoa đúng không chị? Chị Lư chỉ vào góc sân, mới nở hai hôm trước đấy, nhiều hoa lắm. Ông Thang bảo mùa đông năm nay ẩm nên hoa nở sớm. Lúc bấy giờ viêm thác mới trông thấy nơi góc sân có một cây mai cao tâm 2 mét. Đó là một cây mai trắng với dáng cây đơn sơ, mảnh khảnh như có một khung xương nâng đỡ cả cây. Trên cảnh lấm tấm những bông hoa cảnh trắng nhụy vàng xinh xắn, đương nhiên nhiều hơn cả là các nụ hoa nhỏ bé, căng tròn ấp ủ dưới ánh nắng nhẹ. Chỉ một cây hoa mà đem lại biết bao náo nhiệt. Anh ngạc nhiên, cô còn biết chống hoa nữa á. À? Nhếp cửu la chưa kịp nói gì thì chị Lư đã cười trước, cô nhiếp làm sao mà trồng được. Cô ấy thuê người tới châm đấy, cứ hai tuần ông thang đến tỉa tót, chăm bón một lần. Trước khi về hưu, ông ấy làm ở vườn hoa thành phố nên giỏi cắt tỉa cây lắm. Vậy à, lúc này viêm thác đã nhớ ra dạo trước điều tra về nhếp cửu la có thấy thông tin cô thuê một người chăm hoa anh lại nhìn về phía cây mai trắng nhỏ Với thế cây tự nhiên, phóng khoáng nó thật sự rất đẹp. Anh chẳng nhớ rõ lần ngắm hoa trước của mình là từ bao giờ nữa. Đang lúc ngây dại, anh chợt nghe nhấp cửu la hỏi, viêm thác, anh có đói không? Nếu đói thì để chị Lư nấu mì cho. Viêm thác lắc đầu, muộn rồi ăn nhiều không ngủ được. Nhấp cửu la bảo chị Lư, chị nâu cho anh ấy một bát nhé. Em cũng ăn thêm một chút nữa hai bát đều chút xíu thôi. Viêm thác vừa tức vừa buồn cười, đằng nào cô cũng không nghe thì hỏi ý kiến của anh làm gì. Nhưng nếu đã chút xíu thì ăn thêm cũng được. Phòng ngủ phụ nằm ở tầng 1 đã được quét dọn sạch sẽ. Viêm thác bỏ vali đựng chân phúc vào tủ quần áo rồi nằm luôn xuống giường nghỉ một lát. Chỉ một lát thôi mà anh đã mơ thấy tầng hầm thứ hai ở nông trường rồi. Trong mơ anh ở giữa một khoảng không đen đặc với mùi bùn đất ướt át quanh người. Có một âm thanh đứt quãng và đau thương cử văng vẳng, an an. An an của bố. Viêm thác đi tìm theo âm thanh ấy nhưng tìm sao cũng chẳng thấy người. Đang mò mẫm trong bóng đêm bồng nơi xa xa có ánh sáng bùng lên và một bóng hình bé gái gầy còi lẽ bước ở giữa. Viêm thác gọi to, tâm tâm. Sau đó anh bừng tỉnh, khi tỉnh dậy ánh đèn dịu nhẹ chiếu sáng những bông hoa mai trên cửa sổ. Hóa ra cây mai ấy được trồng ở ngay ngoài cửa sổ căn phòng này. Bên ngoài có tiếng gọi của chị Lư, cậu Viêm, mì chín rồi này. Cô nhiếp đi đứng bất tiện nên tôi mang lên tầng 2 rồi đó. Cậu lên ăn đi. Nói thật, Viêm thắc hơi bất an khi lên tầng 2 vì lần trước anh đã tới làm ẩm ý ở đây và còn gạt đổ một bức tượng trước khi đi nữa nay về lại trốn cù chẳng khác nào trở lại hiện trường phạm tội của mình bước hết bậc thang cuối cùng cả căn phòng làm việc rộng lớn đều lọt hết vào trong tầm mắt viêm thác thở phào may quá anh lên liếc sang chỗ bức tượng quan âm thủy nguyệt từng bị mình gạt xuống được sửa lại chưa nhỉ bức tượng được bọc trong lớp màng ni lông nên anh chẳng nhìn rõ giọng nhấp cửu la từ đâu vang lên đừng nhìn nhìn nữa tôi bắt anh đến đây Viêm thác suýt nhảy dựng lên vì suy nghĩ bị phát hiện. Mang tâm trạng lợn chết không sợ nước sôi, anh môi luôn xuống trước bàn làm việc để nhìn bát mì nhỏ của mình. Sợ nước mì vậy ra bàn, bát đũa đều được đặt trong một chiếc khay nhỏ. Đây quả thật là một bát mì chút xíu được đựng trong chiếc bát xứ nhỏ xinh, tinh tế với phát mì nấu cùng canh gà hầm lâu, giải thêm sợi thịt gà, sợi mộc nhĩ, câu kỳ tử, hành hoa và cả mấy mảnh mà thấy viêm thác nói cô còn cần người kia định bét tổ với cô đây hả nhấp cửu la tiếp lời thế anh dìm tôi xuống nước thì sao viêm thác đáp dìm xuống nước không chảy ra không chảy máu nhé trong khi cần người sẽ để lại sẹo cả đời nhấp cửu la đổi ngay dìm xuống nước sẽ làm tôi ám ảnh cả đời nói tới chuyện ám ảnh viêm thác đành bó tay vì không dám bàn luận chuyện tâm lý thì sau đó tôi cùng cứu cô lên còn gì Nhấp Cửu La hỏi ngược lại, "Thế tôi không cứu anh à? Tôi còn mới anh ăn mì nhé. Còn nói tiếp nữa là thành cãi nhau mất, Viêm Thác chủ động cầu hòa, cũng bát rồi bỏ qua nhé, được không?" Nhấp Cửu La nheo mắt nhìn anh để tỏ thái độ vài giây rồi mới đẩy bát chạm vào bát anh. Tiếp đó, cô cười khúc khích như xí xóa tất cả. Mì khá ngon nên Viêm Thác uống hết cả nước, chốt mì ấy không làm dạ dày khó chịu mà chỉ khiến bụng dạ ấm áp, thỏa mãn thôi. Rồi anh chợt nhớ ra một chuyện, chị Lư Cừ gọi cô là cô nhiếp thể suốt à? Chị ấy làm giúp việc cho cô bao năm nay mà vẫn cứ gọi khách sáo vậy thì thật lạ lùng. Nhiếp Cửu La đáp, chị Lư thích như vậy, chị ấy bảo có thế nào cũng là mối quan hệ thuê mướn, không thể không có chốt giới hạn nào được nên tôi cũng tùy chị ấy. Thế người quen gọi cô là gì? Nhiếp Cửu La đáp luôn, A La. A La. Viêm Thác nhầm thầm trong miệng rồi bảo, hơi kỳ. Nhếp cửu la ngạc nhiên, kỵ chỗ nào? Anh Thái gọi cô thế, hình thâm cùng vậy, còn tưởng Bách Xuyên là do gọi quen nhiếp nhị chứ không kiểu gì cũng gọi theo. Viêm thác giơ tay quẹt mũi, thì tôi thấy kỳ vậy thôi. Nhếp cửu la tức tối, đó là tại anh chưa gọi quen, gọi mấy lần sẽ hết ký. Viêm thác gật gù, thế sau này anh cũng gọi cô như vậy. Ăn mì xong, nhấp cửu la đẩy khay sang bên rồi cầm lấy bút và rút một tờ giấy dài màu vàng kim nhạt giữa đám giấy tờ trên bản ra chồng có vẻ cô định viết gì đó trên tờ giấy nhưng vì một tay khó viết nên đã bảo viêm thác giữ giấy cho tôi viêm thác bước tới bên cô rồi cúi người giữ một đâu giấy nhấp cửu la trầm ngâm một thoáng rồi bắt đầu viết cô đã thay sang bộ đồ ngủ bằng lụa nên khi cúi đầu mái tóc dài sẽ rủ xuống hai bên vai để lộ ra phần gáy trắng trẻo và cả một môi sao nhỏ bé được thêu bằng chỉ vàng trên cổ áo. Có những bộ quần áo thể hiện cài đẹp ở bên ngoài cho người khác xem nhưng cũng có những bộ dấu cải đẹp đi chỉ cho mỗi người mặc thấy. Viêm thác rất thích ngôi sao nhỏ này vì nó chỉ lấp ló sau so mái tóc dài thôi nên nghĩ sao cũng thấy đẹp. Anh nhìn nhấp cửu la viết. Một, đến gặp hứa Annie. Hai, Viêm Thác đưa mình về nhà. Đến ba cô phải suy nghĩ mãi rồi mới viết là mì rất ngon. Viết xong cô ký tên vào và đặt bút xuống. Viêm Thác đã thoảng hiểu, đây là nhật ký à? Sơ sai vậy. Nhiếp Cửu La đưa tờ giấy cho anh, anh có tay nên thắt nút hộ tôi. Viêm Thác thắc mắc, thắt, thắt nút à? Thế thì rách giấy mất chứ. Nhiếp Cửu La suýt tức điên lên với anh, anh không thể cẩn thận hơn à? Thất vừa phải đến sát mép giấy thôi, với cả anh đừng thắt ở giữa, thắt từ chỗ này nè. Đúng, rồi gấp sang bên này. Viêm thác gấp theo cô chỉ mấy lần thì đã biết cô định làm gì anh từng thấy đám con gái hồi còn đi học gấp môi sao may mắn thế này rồi. Họ gấp cả lọ mang tặng nhau rồi đến lúc chán lại vứt xó. Khi gấp hết tờ giấy, anh bóp năm cạnh vào trong để tạo thành một môi sao mũ mim. Nhếp cửu la nhận lây ngôi sao trong tay anh, ném lên không trung rồi bắt lấy tiếp đó cô đưa trả cho anh và chỉ vào chiếc tủ hai cánh dựa sát tường này anh ném hộ tôi vào miệng người giữ cửa bên phải bên phải đấy nhé đừng ném sai chỗ viêm thác làm theo rồi mảnh lại nhìn cô với sự tò mò ném vào đó để làm gì nó mang nghĩa là một ngày đã trôi qua à còn có thể như vậy nữa à đúng là một người trọng hình thức viêm thác chỉ vào miệng thân úc lũy ném đó nghĩa là ngày hôm nay của cô bị thần ăn mất hữu nhấp cửu la chưa từng gặp ai kém suy luận như vậy nghĩa là thần sẽ bảo vệ nó cho tôi viêm thác không hiểu lầm tôi có thể mở tủ ra xem không nhấp cửu la phẩy tay như muốn bảo tùy anh viêm thác mở cửa tủ không ngờ bên trong lại có hai lọ thủy tinh đựng sao không ló chắc hai chiếc lọ này được đặt làm với thích thước chiếc tủ và phần miệng rộng để tiện ném sao lọ bên trái đã đầy ặc còn lọ bên phải được hơn nữa. Anh nhìn kỹ lại thì thấy nhản dán viết khoảng thời gian trên thân lọ. Nhếp cửu la nói, tổ tiên tôi là thợ săn núi ba có phong tục là ai gặp thì có phần. Hôm nay anh thấy nó rồi, tôi đồng ý cho anh xem một môi sao. Viêm thác do dự, thế không ổn lắm đâu, đây toàn việc riêng tư của cô cả. Nhấp cửu la thoáng ngẫm nghĩ, tất nhiên tôi phải duyệt trước đã. Nếu việc đó có thể cho anh xem thì tôi mới cho. Vậy thì được, viêm thác nhìn hai bên rối móc lấy một ngôi sao năm tít bên dưới lọ có nhân 2002, 2012. Khi rút tay lên, những ngôi sao xung quanh rơi xuống lỗ hồng mang lại cho anh một cảm giác rất kỳ lạ. Anh đưa ngôi sao cho nhiếp cửu la, đó là một ngôi sao màu trắng hơi ố vàng. nhiếp cửu la mở ngôi sao bằng một tay rồi đấy tờ giấy về phía anh sau khi đã ngỏ qua. Viêm thác cầm lên xem, trên tờ giấy có ghi hai việc. Mình giật giải nặn tượng với tiền thường 500 tệ, cọ chày xe lào dâm dê, đáng đời lão, nhấp cửu la kế, khi ấy thành phố tổ chức hoạt động chào mừng lễ quốc khánh. Tổ nghệ thuật có hội họa, thư pháp và hàng mỹ nghệ. Tượng tôi nặn đoạt giải, giám khảo còn bảo tôi có thiên phú ắt sẽ làm nên nghiệp lớn và khuyên tôi nên theo nghề này. Nói tới đây cô nhìn các tác phẩm bày khắp phòng với sự bùi ngùi nghiệp lớn thì không dám nhưng cũng kha khả đủ để nuôi thân. Chỉ vậy thôi cô đã thấy thành công lắm rồi. Viêm thác nhắc sang chuyện thứ hai, lão giả này. Đó là giáo viên lớp dạy điêu khắc sơ cấp, lúc hướng dẫn lão cử dình sờ mò người tôi, mà không chỉ tôi mà còn nhiều bạn khác cũng bị nữa, tôi hỏi cả rồi. Ghẻ chết đi được, thế là tôi xuống ga ra đợi lão, trông thấy lão đến thì vạch một đường trên xe bằng chìa khóa khiến mặt lão trắng bệch, viêm thác sừng sốt lúc đó trong gaza có ai không không vừa hay chẳng có ai viêm thác thật sự thấy sợ thay cho cô thế mà cô cũng dám a lúc đó cô bao nhiêu tuổi nhấp cửu la dưỡng dưng lúc đó tôi biết ít võ rồi nhưng dù không biết tôi cũng chẳng sợ tôi bảo lão hoặc lão tự đi sửa xe hoặc là bắt tôi đến đồn công an để tôi bảo với công an là lão quấy rối tôi và tôi lỡ tay vạch vào khi đang phân kháng Hồi đó tôi còn nhỏ lại đáng thương như thế, anh nghĩ xem công an sẽ tin ai. Anh không thấy mặt lão lúc đó đâu, không khác gì màu gan. Viêm thác cười, cố móc đâu ra lắm lý thế. Anh gấp lại ngôi sao trắng ấy theo nếp cũ. Nhếp cửu la nhìn anh gấp sao, vì trẻ con bình thường sẽ có bố mẹ làm chỗ dựa khi bị bắt nạt, chứ người không còn bố mẹ thì tất nhiên phải tự chuẩn bị sẵn tinh thần dối. Từ hồi hơn 10 tuổi, Mỗi khi nghe những tin tức xấu trong xã hội, cô đều suy nghĩ xem nếu đó là mình thì phải làm sao để bảo vệ bản thân và trả thù lại thật gọn gàng. Dù là quấy rối hay việc khác cô cùng đều có cách để đối lại. Làm chảy xe á, ha ha, chỉ là chuyện vặt thôi. Cô còn chưa tung chiêu tiếp mà lão già nhát cây kia đã sợ run rồi. Cô rút một tờ giấy đưa cho viêm thác, có muốn ghi nhật ký như tôi không? Khi nào già rồi không có việc gì làm, anh có thể lấy ra xem vừa thú vị mà còn có thể rèn luyện trí nhớ, tránh mắc bệnh đáng trí của người già. Viêm thác không biết nên khóc hay nên cười. Anh nhận lấy tờ giấy rồi quấn quanh ngón tay, sáng mai tôi phải về rồi. Nhấp cửu la ngẩn ngơ mài mới nói, nhanh vậy à? Rồi cô lại nghĩ, cũng bình thường vì viêm thác có đến đây chơi đâu. Nếu tối nay cô không giữ, có khi anh còn chẳng ăn mì mà chạy một mạch về luôn ấy. Viêm thác nói, phiến cô nghĩ cách liên lạc với hình thâm giúp tôi. Nếu sau này có cơ hội, tôi lại đến mượn dao của cô. Nếu có cơ hội, nếu tất cả thuận lợi và anh có thể đến để mượn đao. Nhếp cửu la cười, được. Viêm thác cũng cười nhưng trong lòng vừa mong sao cô có thể sánh vai với mình tiếp, vừa không mong cô tiếp tục đồng hành, cô không có hận thù với củ đất, cớ gì anh lại kéo cô vào những việc nguy hiểm thế này. Anh nói, hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi cô ngủ sớm đi nhé trở về phòng ngủ phủ viêm thác không bật đèn vì chị lư đã đi nghỉ rồi ngoài sân cũng chỉ còn một ánh đen dưới hiên thối những bóng mai vào cửa số phòng anh chẳng còn nữa nếu anh bật đèn những chiếc bóng ấy sẽ viêm thác mở tờ giấy màu vàng kim nhạt hơi ảnh lên trong bóng đêm ra rồi anh cầm lấy chiếc bút bé bản viết những gì nhỉ viêm thác mói rất lâu mới viết được một câu trong ánh sáng dịu nhẹ Mai nở rất đẹp. Viết xong, anh mở khẽ cửa sổ và ngắt lấy một bông mai nhỏ ở đầu cành, bỏ vào giữa nốt thắt của tờ giấy để rồi gấp lại thành ngôi sao. Quả thật hoa mai nở rất đẹp. Hy vọng căn nhà nhỏ này mãi mãi bình yên. Tạm biệt Ala. À Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 80. Sắp tới nửa đêm, một chiếc SUV xám chạy vào giữa bụi cỏ lau ở thôn Đại Lý Khanh, huyện Thạch Hà đèn xe sáng rực với độ cao ngang thân người soi dọi những bông cỏ lau nhảy múa trong cột sáng mói ở hàng ghế phía sau là a bằng nồng mùi rượu hôm qua anh ta nhận được thông báo của gấu đen ảnh chụp cả người lẫn xe và yêu cầu phải tìm tòi từng thước đất ở vùng này a bằng thích những việc lặt vặt này bởi có thể xin thêm tiền tăng ca và sau khi bảo giá với bên trên và bên dưới gần như toàn bộ số tiền ấy đều rơi vào túi anh ta cho nên anh ta rất hăng hái dục mọi người làm cho cẩn thận, còn tuyên bố ai phát hiện manh mối sẽ được thưởng gấp đôi. Sau khi bố trí công việc đâu vào đây, đám đàn em bận tối mày tối mặt, còn anh ta thì đánh bài, uống rượu đây chính là bân lĩnh người làm xếp mà anh ta luôn tôn sùng. Đêm nay uống hơi nhiều, người say nhũn nên anh ta bỏ lỡ hết mấy cuộc gọi đầu, đến khi tỉnh dậy hay tin có manh mối thì vội vàng gọi người trở tới trong bãi cỏ lau đã có người đứng đợi sẵn, còn soi đèn pin chỉ đường cho xe. Sau một hồi lắc lư, sóc này, xe dừng lại trước mấy gian nhà đất lụp sụp. A à băng vừa xuống xe là hỏi ngay gà tư phụ trách khu vực này, phát hiện người à. Mục tiêu cần tìm là hai người và một chiếc xe, nơi đây trông không giống chỗ có thể giàu xe nên chắc là chỗ chôn người. Gã tư chỉ vào mấy gian nhà đất đắng trước, anh bằng, bọn em đã đi xung quanh hỏi thăm hồi trước mây căn nhà này có đổ vỡ nhưng không tan tác đến mức này qua từ thế đó có thể thấy căn nhà này bị xe đâm phải thì sao a bằng vẫn chưa hiểu gã tư lại dẫn anh ta đi tiếp anh bằng qua dây anh xem căn nhà gạch này đi là người nông thôn a bằng nhận ra chạm bơm ngay từ phút đầu tiên gã tư tăng thêm độ sáng của đèn pin rồi đưa cho a bằng anh bằng anh tự soi lên tường mà xem A à, bằng dơ đèn pin lên theo lời gà. Trên tường, chỉ là bức tường bình thường với hai chữ thủy lợi bằng sơn đỏ thôi mà. Có điều do đã lâu năm nên nước sơn bị chóc mất phân nữa. Lại soi thêm một lúc, A à bằng đã nhận ra manh mối. Vết đạn, trên tường gạch có những vết đạn nông và sâu. Lần này A à bằng phải giật mình, mẹ, ở đây từng có vụ bắn nhau hả? Gã từ đáp, chắc chắn mấy gian nhà đất kia cũng có đầu súng bọn em nghi là có người xóa hiện trường bằng cách đâm cho đỗ tường còn nếu đâm vào bức tường gạch này e là sẽ xảy ra tình huống xe hỏng người đi tong mắt thế nên mới còn nguyên dâu vết a à, bằng nuốt nước miếng còn phát hiện được gì nữa không gà tư dân anh ta vào trong nhà vừa vào a bằng đã thấy đống ván gỗ hỏng chất ở góc và chiếc giếng bơm trơ trọi anh ta đi tới bên miệng riêng rồi nhìn xuống dưới với người ngửa ra sau đầu thỏ về trước do sợ ngã nhưng vẫn muốn thấy rõ bên dưới, người ta hay làm như vậy. Nhưng anh ta chẳng nhìn được gì vì giếng quá sâu mà miệng lại hẹp. Ghé lại gắn cũng chỉ ngửi được mùi mục nát thoang thoảng. A à, bằng vẩy tay trước mùi, nói sao nhỉ? Gà tư nói, giếng này có nông cũng phải hơn 40 mét đây anh bằng. Người khác thì em chẳng dám nói, nhưng nếu là em kiểu gì em cũng sẽ ném xác xuống giếng để xỏa manh mối. Rất có lý nghĩ thôi đã thấy sợ a à, băng lùi vội về sau móc được gì lên chưa gà tư trợn mắt móc a à, anh không thấy cái giếng này sâu thế nào à phải thuê người đến vớt mới được a à, bằng việc này anh phải quyết định vì hiện tại không thể xác định nơi đây có liên quan đến người chúng ta muốn tìm mà mới chỉ nghi ngờ thôi anh bảo vớt thì bọn em sẽ thuê người đến vớt nhưng đây không phải việc dễ dàng nên cũng tốn kém đấy tốn kém thì hay rồi lại có thể xin thêm kinh phí nhân tiện hết giá cao hơn a à, bằng trợn mắt thì vớt đi công ty to dùng còn e rè mấy đồng đấy à bọn mày cứ làm đi để tao nói với anh gấu cuộc điện thoại khẩn lúc nửa đêm này của a bằng không được gấu đen nhận ngay vì lúc đó gã đang ở dưới tầng hầm thứ hai dưới tầng hầm có một điểm không hay ho cho lắm là sóng qua yếu không chỉ gã mà lâm hỷ nhu lý nguyệt anh phùng mật và cả dương chính cũng có mặt Căn phòng này là nơi quan trọng nhất của tầng hầm thứ hai. Ngoài mây hôm đầu khi mới xây dựng xong ra, những lúc khác nó đều kín cổng cao tường. Ai không biết lại tường ở trong dầu vàng dấu bạc nhưng thực tế bên trong rất đơn sơ, gần như không có dấu vết của thời hiện tại. Có bảo nó là căn phòng thuộc những năm 80, 90 cũng chẳng quả đáng, nền xi măng với một khoảnh đất hình chữ nhật ở chính giữa và vòng kính bên trên giữa nến xi măng với nhà kính có trải một hàng gạch đó làm đường đi con đường không thẳng mà cứ uốn lượn như ngọn lửa mặt trời nếu nhìn từ trên cao. Trên tường có dân hai bức tranh đã nát. Một bức là tranh tết cá chép vượt vũ môn đen trắng, giữa con sóng trắng dâng trào lấp ló bóng hình những con cá khổng lồ. Còn trên cao là đám mây trắng vây quanh tòa nhà nguy ngã có hai từ vũ môn. Một bức là khoa phụ đổi bắt mặt trời với phong cách phối màu thời xa xưa một mặt trời chảy rực như ngọn lửa treo lơ lửng trên trời và một người khổng lồ râu rậm tóc dài đang ngửa đầu giơ tay như muốn ôm mặt trời vào lòng. Thường ngày nhà kính mini kia luôn được trùm kín như sợ một cơn gió bất chợt thổi qua sẽ làm thử bên trong sinh bệnh nhưng nay cả vòng kính đã đổ cả sang bên. Trong khoảnh đất hơi ẩm ướt có một thứ gì đó đang mọ nguội thứ này có hình dạng như con người nhưng để trần phần thân trên và có những mảng da nâu đen xen lẫn phần da bình thường đang phập phồng lên xuống trông thật khiếp người còn chỗ vốn nên là đầu người đã dần khô quắt khiến đôi mắt trông to hơn chồng trắng đang chuyến đô để rồi cuối cùng gần như cùng màu với con người nhưng thứ đó vẫn còn thở vẫn đang thở dốc từng hơi một lâm hỉ nhu lẳng lặng nhìn nó một lúc lâu lại nhìn hết những người xung quanh rồi chợt cười lên như điên dại mọi người nói xem chuyện này là thế nào không ai nói gì mặt lâm hỉ nhu sắm xuống câm hết rồi à nói đi gấu đen cậu nói xem gấu đen thầm than mình xui xẻo đúng là chuyện tốt chẳng tới lượt chuyện dỡ lại đến tay nhưng gã vẫn nói đáng lý không nên thế này mấy lần gần đây chúng ta đều làm ổn thỏa có lẽ là bất cần ở đâu đó thôi lâm hỉ nhu nhìn lý nguyệt anh chị lý chị thấy sao Lý Nguyệt, anh vẫn luôn che mùi và miệng bằng khăn tay như thể không chịu nổi sự ngột ngạt trong căn phòng này. Tôi làm sao mà biết được? Tôi đã làm việc này bao giờ đâu? Không thành công nghĩa là số nó không tốt. Phùng mật nheo mắt nhìn bà ta rồi bĩu môi khinh thường. Lâm hỉ nhu cười mia, số nó không tốt à? Đáng lẽ số 018 là của răng chó nhưng thằng chó đấy ăn hại làm hỏng mất. Tôi cũng không nói gì chỉ bổ sung người khác vào thay. Trước giờ đứa mới này vẫn bình thường, ai ngờ sắp thành công thì lại thành thứ quỷ quái này. Á à, nghiến răng nghiến lợi, số 018 bị nguyên rùa à. Đứa này không được, đứa kia cũng chẳng xong. Dương chính thở dài, chị Lâm, chuyện này có ai muốn đâu. Tỷ lệ thành công của chúng ta cũng không cao thật, chỉ có 2 phần 3. Lâm hỉ ngu cất lời ông ta, đúng là từ số 001 đến 018 chúng ta hông mất 6 người trời không chiếu lòng thì chúng ta đành chịu nhưng lần này không thể đổ trách nhiệm cho ông trời được. Gấu đen, lật nó lên. Đã quen với việc làm theo lời chỉ huy của Lâm Hỷ Nhu, gấu đen không hề nghĩ ngợi mà bước luôn tới lật người số 018 lên. Nghe ra ẩn ý trong câu nói, Phùng Mật và Dương Trình đều ngắn ra. Lý Nguyệt Anh cụp mắt, ho khẽ mấy tiếng vào khăn tay. Khi lật người không một tám lên có thể thấy những đốm màu nâu nhạt mọc chỉ chít trên lưng, nhưng đồng thời lại có vài chỗ không phải chấm nâu mà là những sợi tơ mảnh màu nâu. Lâm Hỷ Nhu nhìn Dương Chính, nếu tôi không nhớ nhầm thì ở Côn Minh anh làm nghề chăm sóc hoa nhỉ. Dương Trình gật đầu, đầu óc tôi ngu si nên chỉ có thể lao động tay chân. Côn Minh là tỉnh nổi tiếng về hoa, đầu đâu cũng toàn hoa có nên tôi xin một chân chăm sóc hoa có. Lâm Hỷ Nhu hỏi tiếp, vậy tôi hỏi anh, cây cối bị hỏng dễ thì sẽ thế nào? Dương trình giật mình, dễ là bộ phận quan trọng nhất của cây, chuyên cung cấp chất dinh dưỡng cho cành lá và hoa bên trên. Nếu dễ hỏng thì cây cũng hồng. Lâm Hỷ Nhu tiếp tục, nếu chỉ hỏng một phần dễ thì sao? Dương chính đáp, còn tùy tình huống nữa. Có đôi khi mỗi phần rễ này tương ứng với một phần cành là nhất định nên nếu rễ hỏng một phần thì cây sẽ chết một phần. Lâm Hỷ Nhu nói như than thở, đúng vậy, Cây hồng một phần dễ, còn có thể sống một phần nhưng người thì không được. Các anh chị có nghe thấy ai nữa sống nửa chết chưa? Người yếu ớt lắm, đôi khi chết một hai bộ phận là chết luôn cả người. Chị Lý chưa làm việc này bao giờ nhưng tôi làm rồi. Từ số 001 đến 018, mỗi người tôi đều theo sát tình hình nên chẳng ai quen các bước hơn tôi cả vừa nói ả à, vừa bước dọc theo con đường gạch để đến bên số 018 một dối chỉ vào những đống nâu nhạt trên lưng người đó dụng rễ nghĩa là bộ rễ đứt đôi thuận lợi và phần gốc rễ sẽ chui vào cơ thể cùng chất dinh dưỡng còn sót lại để vài ngày sau ta sẽ có một làn da bình thường không có xeo dối ả à, dơ giơ chân lên cọ vào những sợi tơ như dâu ngô còn đây không phải là dụng rễ mà là bị đứt do tác động từ bên ngoài nên gốc rễ mới không thu vào được mà cứ nằm ở đó như đã chết số người có thể vào phòng này chẳng nhiều nên ai làm thì chủ động đứng ra gì. Phùng mật ngạc nhiên liếc sang chỗ Lý Nguyệt Anh. Không chỉ phùng mật mà dần già cả gấu đen, Dương Trình cũng đều nhìn bà ta. Nếu chỉ có một người nhìn, Lý Nguyệt Anh có thể làm ngơ nhưng ba, bốn người nhìn thì bà ta buộc phải lên tiếng. Bà ta dương mắt nhìn lại từng người một, mây người có ý gì đây? Nhìn tôi là nghỉ tôi làm hả? bởi vì số tôi không tốt gặp phải túi máu hồng. Không có đời sau nên tâm lý vặn vẹo không muốn người khác sống tốt hơn mình, đúng không? Lâm Hỷ Nhu cười, quay về phía bà ta, chị Lý, chị có lén vào căn phòng này không? Lý Nguyệt Anh thở ơ không, tôi chỉ tới cùng mọi người thôi. Lâm Hỷ Nhu nói tiếp, chị Lý, chị phải biết dưới này có camera đấy. Lý Nguyệt Anh cưới mia, vậy cô đi xem đi bắt trộm phải có bằng chứng mới không đổ oan cho người khác. Nghe vậy gấu đen sốt sắng chạy vội ra ngoài, để em đi xem. Khi gã thắp ra tới cửa, Lâm Hỷ Nhu gọi lại, gấu đen, chị Lý thân nhiên thế có lẽ là không làm thật và tôi cũng hy vọng là thế. Nhưng cũng có thể là camera đã bị phá hỏng vì chị ấy biết cả vị trí phòng giám sát mà. Cho nên tôi đề nghị cậu không cần đến kiểm tra ở phòng giám sát. Gấu đen vâng dạ rồi nhanh chân chạy đi. Vì không hiểu những lời ả à vừa nói, Lý Nguyệt Anh cứ nhìn mài ra cửa. Phùng mật cũng thắc mắc, dì Lâm, dì nói vậy là thế nào ạ? À? Không đến phòng giám sát thì đi đâu? Lâm Hỷ Nhu mỉm cười nhìn phùng mật, người bình thường sẽ xóa bỏ video hoặc ăn cắp thẻ nhớ hay thậm chí là phá hủy camera để xóa dấu vết. Tầng hầm này quan trọng vậy nên ngay từ đầu tôi đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế rồi. Dù phòng giám sát có bị thiêu rủi tôi cũng vẫn còn chỗ khác dự phòng nói rồi à dịu dàng an ủi Lý Nguyệt Anh, nhưng chỉ cần chị chưa làm thì đâu cần lo gì cả, nhỉ. Gấu đen vòng vèo bảy tám lượt mới đến phòng để tài liệu nơi cất giữ các loại giấy tờ xuất nhập và hợp đồng của nông trường. Gà mở chiếc máy tính nơi góc phòng lên rồi tiếp tục mở thêm folder lưu trữ bên trong. Một chuỗi dài video theo dõi xếp theo ngày giờ. Gấu đen ngồi xuống chiếc ghế trước bàn máy tính vì muốn tìm được đúng đoạn video cũng mất khá nhiều thời gian gã bẩm bừa một đoạn, thời gian dần trôi, mố hỏi trên trán Lý Nguyệt Anh cũng lấm tấm. Nhìn bà ta suốt nãy giờ, đến lúc này phùng mật đã mất kiên nhẫn, cô Lý, nếu bị phát hiện qua video theo dõi thì xấu mặt đấy. Cô bảo cô không dám làm việc này vì răng trò chết thế nào chúng ta đều chứng kiến cả. Nhưng cô dám mà, đúng không? Bởi đằng nào cũng chết thì chỉ bằng kéo một đứa chết cùng. Lý Nguyệt Anh quát lên, mày im gì? phùng mật hừ mũi lo rồi chứ gì dương chính nhìn về phía lý nguyệt anh tùy bảo phải thấy rõ chứng cứ mới có thể chắc chắn nhưng nhìn nét mặt lý nguyệt anh lúc này ông ta buộc phải nghi ngờ chị lý sao phải vậy chứ tình huống của chị mọi người đều tiếc nhưng đây là việc không thể làm gì khác được lý nguyệt anh ngẩng đầu nhìn ông ta rồi họ liên hỏi như muốn ho cả phối cả gan ra ngoài bà ta thở hổn hển rồi cười như khóc tại sao chứ Vành mất lâm hỉ nhu ứng hồng trước câu nói này của bà ta. Á à, bước lại gần Lý Nguyệt Anh. Tại sao ư? Tôi biết chị giận tôi, nghĩ là tôi hại chị nhưng chẳng lẽ tôi muốn như vậy à? Tôi cũng mới ra đây lần đầu, phải học từng từ từng chữ, lần mò từng chút một. Đúng là hồi đưa chị ra tôi còn ít kinh nghiệm nên làm không tốt nhưng chị vẫn còn sống đó thôi. Chồng tôi thì sao? Anh ấy là số 001 là người đầu tiên tôi giúp dụng dễ cũng là người đầu tiên chết đấy. Cả căn phòng lặng ngắt. Số 018 đang mọ nguậy trong đất cuối cùng cũng chút hơi thở cuối cùng và nằm im ở đó. Ngoài cửa có tiếng gọi của gấu đen, chị Lâm, chị có thể ra đây một lát không? Lâm hỉ ngu nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, tìm được chưa? Có gì thì nói luôn đi. Gấu đen trần trừ, không phải chuyện đấy. Chị Lâm, chị ra đây một lát đi, có có vấn đề khác phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn